Chào các bạn, hôm nay mình là Thuần K3 Bình Triệu. Hôm nay mình sẽ làm video tiếp theo hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng tự động khóa cửa và tự động mở cửa trên chiếc xe Kia Sirona 2019, cách cài đặt của nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn nhìn vào nút cài đặt trên vô lăng, các bạn vào đây đó, các bạn thấy chữ đo đây mà mình còn kéo xuống và các bạn đánh ok. Thì ở đây các bạn thấy đó là tự động khóa cửa, tự động mở cửa và cốp thông minh đó. Thì các bạn cài đặt chế độ là tự động mở cửa khi về số N, hoặc là tự động mở cửa khi về số P, hoặc là khi xe tắt máy thì nó tự động nó sẽ mở cửa. Thì đầu tiên, ví dụ như hôm nay mình có đọc một bài trên hội Sedona, thì là làm như thế nào để khi mình về số N thì cửa chiếc xe Sedona nó sẽ tự động mở cửa. Đầu tiên đó là các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ xóa chức năng tự động mở cửa luôn, tức là nó sẽ mở cửa, các bạn nó reset cái chức năng này luôn, tức là bạn không cần phải như thế nào, bạn về số N nó sẽ tự động nó mở luôn. Cái thứ hai này là vehicle off, là tức là khi bạn các bạn dừng xe là động cơ tắt á, thì nó sẽ tự động nó mở cửa. Cái thứ hai là khi người lái, các bạn thường thì người ta sẽ để cái độ drive door unlock, là khi người lái ấn nút mở cửa thì cái mở cửa, những cái cửa hàng cửa sau nó sẽ tự động mở, sẽ nó sẽ được mở. Hoặc là vào on shift to P, khi các bạn về cần số về số P á, thì cái hai cánh cửa sau và cửa bên lái phụ nó sẽ tự động mở. Đó. Thì gồm có bốn cái chức năng này, các bạn có thể tự cài đặt vào cái sở thích lái xe của mình. Một là khi xe tắt máy, hoặc là khi về số N, hoặc là người lái tự động cái điều chỉnh cái vấn đề đó luôn, hoặc là khi động cơ tắt đó. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Hôm nay mình chỉ giới thiệu là chức năng cài đặt, là chức năng tự động mở cửa, lock tức là unlock đấy. Chào các bạn nha, mình là Thuần Kia Bình Triệu. Hôm nay mình sẽ cập nhật các chương trình khuyến mãi dưới video này, có gì các bạn cần cứ liên hệ mình nha. Chào.